Ê, giờ mình qua bên đây mình tiêu diệt mấy con dơi đấy các bạn ơi. Đâu con dơi nó đứng bên đây bắn cung à, qua đây. Dở mình không có cung mày ơi. Cung. Mình được là a NP luôn rồi, căng thẳng. Ok, mình qua, mình tới công chuyện liền. Bắn mờ dơi, cá bắn mờ dơi. Wow, đánh đạo thôi. Ui rồi con dơi này. Ui, gì đây? Ô, ờ, đang BB mà, ờ. Đây là đâu? Tôi là ai? Tôi là ai đây? Không đây. Ô, có cái cánh cổng các bạn ơi. Ô, 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 núp mình đi ông ơi. Núp đi ông kìa, núp đi ông kìa. Honkai Star Rail là một tựa game nhập vai chiến thuật với chủ đề vũ trụ kỳ ảo do Hoyover, đơn vị phát triển tựa game Genshin Impact nổi tiếng thế giới. Tham gia vào game, người chơi sẽ được chu du, khám phá, thám hiểm ngân hà, trở thành nhà khai phá phiêu lưu đến các vì sao trong vũ trụ, đắm chìm trong những trải nghiệm tuyệt mỹ, tinh tế và cả đồ họa và âm thanh. Với gần 40 nhân vật, mỗi nhân vật không chỉ sở hữu ngoại hình, tính cách, câu chuyện riêng mà còn sở hữu cho mình một thuộc tính, vận mệnh, bộ kỹ năng và chỉ số riêng. Đồng thời với đó là vô vàn những loại quái vật địch thủ với những đặc điểm và khả năng đặc biệt khác nhau. Honkai Star Rail là một tựa game miễn phí liên thông dữ liệu đa nền tảng. Người chơi có thể chơi game mọi lúc mọi nơi từ mobile, PC cho tới PS5. Game hỗ trợ rất là nhiều ngôn ngữ khác nhau, đặc biệt là có full tiếng Việt. Với những đặc điểm nổi bật đó, Honkai Star Rail đã và đang là một sản phẩm game cực hot trên toàn cầu. Dù mới ra mắt hơn 1 năm, game đã vượt qua cột mốc 100 triệu lượt tải xuống trên toàn cầu. Oh my god! Game đã giành giải game mobile hay nhất năm tại sự kiện The Game Award 2023 cực kỳ danh giá. Game mobile hay nhất 2023 trên Google Play và App Store. Thì mới đây nhất, Honkai Star Rail vừa ra phiên bản cập nhật 2.2 tỉnh giấc rồi khóc tiếp. Và phiên bản 2.2 lần này cực kỳ quan trọng, nhận được rất là nhiều sự chú ý từ phía đông đảo cộng đồng game thủ. Sau những bí ẩn của Benacony, vùng đất của những giấc mơ dần được hé lộ tại phiên bản 2.1, thì phiên bản 2.2 này cũng chính là câu chuyện đi đến hồi kết. Người chơi chính thức tìm ra bí ẩn của Benacony, đối đầu với kẻ địch cực kỳ mạnh mẽ và rất là nhiều những trải nghiệm mới lạ khác. Sau khi khai phá đặt chân đến vùng đất lễ hội và giấc mơ Benacony tại phiên bản 2.0 với những tình tiết cốt truyện và có thể nói là nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc, cao trào dần được đẩy lên tại phiên bản 2.1 khi mà các bí ẩn của vùng đất này bắt đầu được khai mở. Cũng như tất cả những bộ phim, những vở kịch, phần hay nhất, hấp dẫn nhất là câu chuyện hạ màn và phiên bản 2.2 chính là hạ màn hấp dẫn đó. Quá chuẩn luôn. Trong cuộc hành trình này chúng ta sẽ được đến với ba map mới, đó chính là rạn đá ngầm lưu mộng, buổi tuyển chọn lễ hội cát nóng và nhà hát lớn Benacony. Ba map mới sẽ ẩn chứa rất nhiều câu đố thú vị và quái vật mới thử thách cho người chơi, cùng với đó là rất là nhiều phần thưởng hấp dẫn khi chinh phục được. Đặc biệt ở phiên bản 2.2 còn mang tới cho chúng ta một boss mới mang tên là Dàn Hợp Sứ Hòa Hợp Septimus Vĩ Đại, hứa hẹn là một thử thách cực kỳ khó nhằn với người chơi. Tiếp theo đó chúng ta sẽ có hai nhân vật năm sao mới, đó chính là Robin, là ca sĩ nổi tiếng khắp ngân hà, là em gái của nhà Ho Halovian, một trong các đại gia tộc có quyền lực bậc nhất Benacony. Robin sở hữu ngoại hình cực kỳ xinh đẹp, lộng lẫy và thánh thiện tao nhã. Trong game, Robin là nhân vật năm sao thuộc với thuộc tính vật lý và vận mệnh hòa hợp. Cô này sở hữu khả năng tăng mạnh sát thương và giúp tất cả các đồng đội ngay lập tức có lượt. Điều này hứa hẹn cô sẽ là một hỗ trợ cực kỳ bá đạo, rất thích hợp với đội hình có lối chơi nhanh, sốc sát thương mạnh. Banner của Robin và nón chấn sẽ được khai mở từ ngày 8 tháng 5 cho tới ngày 28 tháng 5, cùng với 4 nhân vật 4 sao được raise up là bé 7 và hai chị em Hayu Seiji. Nhân vật 5 sao tiếp theo đó chính là Put Hill. Tiếp sau banner của Robin ở sau nửa phiên bản 2.2 là sự xuất hiện của một cảnh binh thiên hà thực sự, một cao bồi vũ trụ luôn tôn sùng việc dùng bạo lực để áp chế bạo lực, đó chính là Put Hill. Với ngoại hình cực kỳ bụi bặm của một cao bồi miền viễn Tây, kết hợp với sự cải tạo của máy móc và tận sâu cơ thể để nâng cao khả năng chiến đấu. Trong game, Put Hill là nhân vật 5 sao với thuộc tính vật lý và vận mệnh săn bắn. Anh cực kỳ mạnh mẽ và trong các trận quyết đấu solo 1-1 với lượng sát thương khủng khiếp, khó có kẻ địch nào có thể chống đỡ nổi. Điều này hứa hẹn Put Hill sẽ trở thành một trong những nhân vật DPS đơn mục tiêu hàng đầu của game. Banner của Put Hill với nón chấn sẽ được khai mở từ ngày 29 tháng 5 tới ngày 18 tháng 6 cùng với 3 nhân vật 4 sao được raise up là Pella, Luca và Hook. Ok các bạn ơi, đây rồi, mình nghĩ là mình sẽ vào đây để gọi là test thử xem cái con vật mới này nó sẽ như thế nào các bạn ơi. Nếu như mà gọi là xịn sò, gọi là như gọi là trong trang luôn các bạn ơi, thì mình gọi là sẽ bắt gọi là quyết định gọi là xuống tiền mua thử gọi là Robin nhân vật mới vậy. Chém gì à, vô bắt đầu vô đấu trường mới biết gọi là ai hơn ai. Mình nghe bảo là gọi là nhân vật Robin các bạn ơi sẽ gọi là búp sát thương cho gọi là tất cả đồng đội của mình, với lại cho thêm đồng đội của mình gọi là thêm lực đánh nha các bạn ơi. Đấy. Trong cái phần lực đánh là những cái con quái nó không thể đánh mình luôn các bạn ơi. Đấy, đây rồi, đánh thường vô đi. Ok, nói chung là chiêu của gọi là Robin thì sẽ bắn ra được những cái gọi là hình gọi là âm nhạc các bạn, gây sát thương. Ok, rồi thôi cứ đánh bình thường chứ đã các bạn ơi. Thanh Lan nè, gõ vô, đúng rồi, phải lay lan một xíu nó mới vui. Ok, chuẩn bị xíu nè, đây cái phần kỹ năng của Robin chuẩn bị bất khoái nè. Đấy, cái này gọi là team của mình sẽ được búp thêm gọi là lượt đánh nữa nha các bạn ơi. Được rồi, nói đấy. Không, mấy con quái vừa đánh mình mới có 3 con đánh thôi là tới lượt team mình đánh liền các bạn. Ok, rồi Mấy khứa này tới công chuyện rồi. Này, giỡn. Ok, đánh thêm một lần nữa. Gõ vô. Đúng rồi. Trời ơi. Đau chưa. Chưa hết là tôi thấy mấy con dơi đau rồi đó. Thôi máu cho chị này đi. Ok, rồi bắn đi. À, đánh nè, bắn nè.
bắn nè, bắn với chúng tôi, đánh lan thêm cái nữa nè. Này, ok, dùng kỹ năng. Chọt kiếm vô. Trời ơi. Tới công chuyện luôn. Ok, mà đánh tiếp, đánh đơn tiếp bạn ơi. Ok, dùng chiêu hồi phục cho team. Hồi máu cho team đi. Quá xịn luôn đúng không bạn ơi. Nãy giờ ngồi bắn tiếp. Thấy không? Mấy con này chưa được tới lượt, nãy giờ chưa được đánh lần thứ hai luôn bạn ơi, là team nó sắp thua rồi. Rồi. Bây giờ mình sẽ bật chiêu hỗ trợ của gọi là Robin lên các bạn ơi, để tăng gọi là sát thương cho tất cả đồng đội của mình nha bạn ơi. Đấy. Bây giờ đồng đội mình chỉ cần đánh thôi là ít 2 sát thương liền các bạn. Trời ơi. Nhân vật này là hơi bị đáng mua luôn các bạn ơi. Trời ơi. Kiểu như nếu như tất cả đồng đội mình mà kiểu gà đi các bạn ơi. À, nhân vật mình yếu đi nhưng mà có Robin phát là chúng ta được búp lượt đánh các bạn ạ. Trời ghê chưa? Nó phải gọi là đỉnh của đỉnh luôn á chứ. Ok. Chị này sắp hết máu rồi, mình hồi máu cho chị đây đi. Ok, mình còn Robin hỗ trợ mà, mình lo gì các bạn ơi. Ok, này, mình gọi là lại hỗ trợ, tăng thêm sát thương tiếp bạn ơi. Ok, tăng sát thương tiếp. Đấy, rồi đánh tiếp. Ôi ôi, mấy con này gọi là không có cửa. Ôi ôi, đây, lại thêm lượt nữa bạn ạ. À. Thêm lượt đánh tiếp. Rồi, mấy con kia chuẩn bị đứng yên tiếp đi nha. Ok, giờ là tới team tôi. Giờ là tới team tôi nè. Giỡn nè, nãy tới team mình đánh chứ các bạn không. Mấy con quái nãy giờ chắc được đánh được đúng 2 lượt. Đấy, đã đúng được 2 lượt các bạn ơi. Còn như là team tôi đánh hết. Rồi con boss này chắc bắn vài chiêu nữa thôi thì chắc nó cũng đi thôi. Quá đơn giản các bạn ơi. Trời, các bạn thấy không? Đấy, nhân vật Robin gọi rất chi là đáng mua nha các bạn ơi. Đấy, mình khuyên gọi là anh em nên mua nhân vật này các bạn ạ. Đấy. Tính ra nhân vật này gọi là đã tăng sát thương cho đồng đội rồi mà còn cộng thêm được một lượt đánh nữa các bạn ạ. Đấy. Ấy nguyên cái lượt đánh là con quái vật nó sẽ không đánh mình được các bạn ạ. À. Ok, đây chúng ta sẽ có những vật mới đây. Thobat Numbi. Tháng 7 ạ. Tháng 7. Ok, tháng 7. Hanja. Sueji. Nhìn mấy nhân vật nữ này là thấy mờ lem liền các bạn ơi. Ok. Nhất là Robin các bạn ơi. Ok, à quên mất. Mình đang có một vé gacha các bạn ạ. À, để mình thử vận may các bạn ơi. Ai biết được một vé gacha có thể gacha được Robin đúng không các bạn ơi. Phải thử các bạn ạ. À. Nói chung là cái gì chúng ta cũng phải nên thử một lần các bạn ạ. À. Thử cho biết. Ok. Thử luôn bạn ơi. Không ngại ngần vết bận bạn. Vô luôn. Ok. Let's go, let's go. Ra được mà Robin một phát thôi là tôi nhảy đành đạch luôn á. Rồi xong màu xanh vậy là không phải Robin nữa bạn ơi. Màu xanh này là màu xanh của gì rồi. Màu xanh của lưng hồi. Ok. Nón lưng hồi các bạn ơi. Đấy anh em gọi là nên gọi là xuống tiền là gọi là quay gacha được cái nhân vật này các bạn ơi. Cố gắng tìm được cái nhân vật này nha. Hay luôn á, nhân vật là rất chi là xịn sọ các bạn ơi. Đấy nếu như các bạn không tin mình thì các bạn có thể vào trong khu vực gacha các bạn ơi, vào phần dùng thử nhân vật này, vào trong đây thử dùng gọi là Robin các bạn, nhà phát hành cho chúng ta sử dụng thử mà. Đấy nên là ngại gì đúng không? Cứ thử các bạn ơi. Ok. Nếu mà hợp thì đem về xài. Còn nếu không hợp thì để lại ngắm cũng được nhưng mà vẫn phải mua nha. Ok, để coi mình có nên test thêm vài nhân vật nào cho các bạn coi. Ta nhân vật này Thobat Numbi à. Ok. Đây mình thử dùng nhân vật này các bạn ơi. Săn bắn à. Ok, nhân vật này theo là thể loại săn bắn bạn ơi. Vậy đây. Khi bắt đầu chiến đấu sẽ triệu hồi Numbi tự động tấn công. Khi chiến đấu cường hóa khả năng sát thương của Numbi. Trong hành trình khám phá, Numbi và Thobat sẽ cùng hành động. Numbi có thể phát hiện rương chưa nhận. Có nghĩa là khi chiến đấu bạn ơi, đó là nhân vật này sẽ chịu hồi ra cái con Numbi gì các bạn ơi. Đấy, chịu hồi ra cái con này các bạn ơi để hỗ trợ mình cũng như là đánh hộ mình các bạn ơi. Ok, let's go luôn. Ngay vết bẩn. Ui trời. Con này nhìn cũng gọi là trâu bò đấy, vô thử coi như thế nào. Ok. Ai xài, nói chung là nhân vật này sẽ theo thể loại gọi là săn bắn các bạn ạ. Ok, gì đây. Có thêm lượt không? Thêm lượt như Robin thì nó mới xịn chứ đúng không bạn ơi. Rồi, luôn chắc là nhân vật này không có thêm lượt rồi các bạn ơi. Ok, đánh đơn. Rồi mới vô mình chỉ đánh vài chiêu test tướng trước đã các bạn ơi. Đấy, test tướng đánh trước. Ok. Nãy bật à. Cái này chắc đánh lan nè. Đấy, trời ơi. Mình thích mấy chiêu kiểu đánh lan như thế này các bạn ạ. Đấy, ok. Kiểu đánh 1 được 3 đó anh em. À, bắn à. Lời cầu nguyện đi. Gõ một phát. Ui rồi, gì đây? Cái này tăng tốc à? Tăng tốc này để là sao ta? Ok. À, đánh tứ lại bạn. Ok. Đây, dùng chiêu. Năng lượng không đủ rồi, dở rồi. Thiếu năng lượng các bạn, thiếu năng lượng không thể bắn được. Ok, thôi bắn thường đi. Ui, bắn thường 9000 máu. Được, đây rồi, cường hóa lên. Đấy, con này nó chạy kìa.
quay nó chạy theo hình tiền hay gì các bạn à. Nó chạy theo hình tiền. Vô. Rồi bạo kích nãy. Quay không các em? Còn nó ra đánh hộ mình kìa anh em à. Ôi xoài, nói chung là cũng được lói chứ. Ok, vậy đây chiêu phòng thủ. Cái này hình như là hồi máu hả? Ok, ok. Rồi, đánh tiếp. Trời ơi. Tính ra cái con bắn súng này các bạn ạ. À. Mà kết hợp với Robin chắc gọi là đỉnh của đỉnh luôn đó chứ. Dùng chiêu à. Ai ai ai. Ôi 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 ôi. Đánh chị của tôi rồi là sắp đi rồi nha. Đừng có giỡn nha. Bắn nó chị. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi con này đóng băng rồi. Còn một con xíu nữa thôi bạn ơi. Đánh nó. Ui trời ơi, 13.000 máu. Ui trời ơi. Nói công trình thiệt đó nha. Ok, phòng thủ. Chiêu phòng thủ này mình nghĩ là sẽ hồi máu bạn ạ. À, chiêu này là sẽ cho thêm gọi là đối thủ team của mình gọi là thêm được một giá các bạn ơi, thấy không? Đấy, cái này có thêm được một giá bảo vệ ở ngoài nè các bạn ạ. Ok, bắn tiếp đi, mấy con này đang ngủ say rồi. Cho ngủ luôn. Này, ngủ luôn. Bắn như thế mà còn tí xíu máu mà không chết các bạn ạ. Ảo thật đấy. Này, chết chưa? Chưa chết luôn. Trời đất ơi. Chết chưa? Chưa chết luôn. Ảo thật rồi, nó tỉnh dậy luôn rồi. Nó tỉnh dậy luôn rồi. Thế thì mình sẽ dùng chiêu gõ vô cái mồm nó. Giỡn mặt hả? Ok, tăng tốc đánh lên, tăng tốc đánh lên. Đừng bắn chị tôi nha. Rồi, tan biến theo mây khói liền. Nè, bắn thêm cái đi. Đơn giản các bạn ơi. Tính ra mấy nhân vật này xịn so phết anh em thấy không? Còn nhân vật nào nữa ta? Nhân vật tháng 7 à. Ok, tháng 7 này nhưng mà chỉ có 4 sao các bạn ơi. Ok, cái này 4 sao à. Đấy. Vậy tính ra chỉ có hai nhân vật đầu này là 5 sao các bạn ơi. Mình test nhân vật 5 sao chứ nhân vật 4 sao thì nếu có mà nếu sở hữu nha. Chắc là đem về ngắm các bạn à. Ui, ủa tính ra nãy mình cũng được test nhân vật tháng 7 mà. Này, này. Cầm cung bắn này các bạn ơi. Ok, xài ơi. Test sơ sơ cho các bạn coi là thấy các bạn cũng ghiền lắm rồi đúng không? Đấy, đừng quên là truy cập vào game ngay gọi là gacha được nhân vật gọi là Robin cũng như là nhân vật gọi là Tobat Numbi này nha các bạn ơi. Đấy, rất chi là xịn sò luôn các bạn à. Không chỉ xuất hiện của hai nhân vật 5 sao mới mà phiên bản 2.2 còn mang tới cho tất cả người chơi nhân vật 5 sao miễn phí. Đó chính là nhà khai phá hòa hợp. Thay vì chủ sở hữu vận mệnh, hủy diệt và bảo hộ thì từ phiên bản 2.2 với sự hỗ trợ của cậu bé đồng hồ, nhà khai phá đã có thêm cho mình vận mệnh hòa hợp và thuộc tính số ảo, sở hữu một kỹ năng mới với lối chơi tấn công phá vỡ điểm yếu của kẻ địch cực kỳ thú vị. Hứa hẹn mang tới một làn gió mới cho cộng đồng game thủ. Hai nhân vật 5 sao rất được yêu thích là cô nàng người tốt Tobas và tiểu tướng quân Fusion cũng sẽ được chính thức quay trở lại. Các sự kiện cực kỳ hấp dẫn như thành phố điện ảnh, hiệp sĩ gậy bánh chày, ngân hà, vân vân đều mang tới cho những người chơi trải nghiệm mới lạ và những phần quà hấp dẫn. Đừng quên là sự kiện đăng nhập 7 ngày để nhận ngay 10 vé quay đặc biệt miễn phí nhé. Wow, quá nhiều điều hấp dẫn ở phiên bản 2.2 này luôn anh em ơi. Thì còn chân chơi gì nữa mà không tải game và trải nghiệm thế nào? Link game mình sẽ để dưới phần mô tả cũng như là phần bình luận cho các bạn nha. Đấy, đừng quên là nhớ tải game và trải nghiệm cùng với mình nha anh em ơi.